Cô chào mừng tất cả các em đã đến với tiết âm nhạc lớp 4 tuần 22. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các con đi thực hiện hai nội dung. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ cùng ôn hát bài hát Bàn Tay Mẹ, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Tạ Hữu Yên. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ cùng học bài tập đọc nhạc số 6, Múa Vui, nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Tôi mời các con vào hoạt động 1, ôn hát Bàn Tay Mẹ, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Tạ Hữu Yên. Chúng ta sẽ hát kết hợp gõ đệm theo phách và chữ bàn là vào phách nhẹ. Cô mời các con cùng hát kết hợp gõ đệm theo phách. Có thể sử dụng những cái đồ dùng vật dụng trong gia đình của mình, ví dụ như hai cây đũa hoặc hai cây muỗng, chúng ta cũng có thể tạo thành một loại nhạc cụ gõ để chúng ta vừa ôn tập ở nhà và vừa gõ đệm. Hoặc là các con có thể gõ đệm với em của mình như cô đã hướng dẫn ở lớp, đó là gì? Phách mạnh thì mình vỗ vào tay mình và phách nhẹ thì sẽ vỗ tay vào với em của mình hoặc với những cái đồ chơi của mình, đó là cách gõ đệm theo phách. Các bạn của cô chắc chắn sẽ làm được vì các bạn rất là đã quen với cái cách gõ đệm này rồi. Tiếp đến, cô mời các con cùng hát kết hợp bộ gõ cơ thể. Các bạn sẽ cùng thực hiện với cô nhé. Trong cái phần hát kết hợp bộ gõ cơ thể thì cô sẽ mời các con sẽ là vỗ tay, đùi, đùi, tay. Các con sẽ đọc cái tiết tấu trước. Ta, ti, ti, tạ. Ta, ti, ti, tạ. Ta, ti, ti, tạ. Tay, đùi, đùi, tay. Tay, đùi, đùi, tay. Rồi, bây giờ cô mời các con sẽ cùng ghép với bài hát Bàn Tay Mẹ. Rồi, chữ bàn là vào phách nhẹ, cho nên các con sẽ không có gõ. Và phách mạnh đầu tiên các con sẽ gõ vào chữ mẹ. Bàn tay mẹ bên chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Các bạn đã thực hiện được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và hát kết hợp gõ đệm bộ gõ cơ thể. Con ngủ ngon.
Rồi, các bạn đã thực hiện được chưa? Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ cùng thực hiện bài hát này và gõ để bộ gõ cơ thể cùng với anh chị em trong gia đình của mình, hoặc chúng ta sẽ cùng hát kết hợp và biểu diễn cho ba mẹ của mình cùng coi nhé. Bây giờ cô mời các con sẽ hát kết hợp vận động múa minh họa. Nghe từng câu từng từ của bài, các con hãy hình dung và cùng thực hiện các cái động tác phù hợp với từng câu hát của bài Bàn Tay Mẹ, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Tạ Vũ Yên. Mời các con đứng đây. Bây giờ cô mời các con sẽ cùng vào với hoạt động số 2. Cô sẽ giúp các con đọc bài tập đọc nhạc số 6, Múa Vui. Đây là một bài tập đọc nhạc mà các con đã được học ở chương trình lớp 2 qua bài hát Múa Vui của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Cô mời các con sẽ cùng đến với phần luyện tập cao độ trong bài tập đọc nhạc số 6. Các con xem có cao độ của những nốt nhắc gì. Đây là nốt Đô, Rê, Mi, Son. Tương ứng đó là các. Các con sẽ cùng luyện tập cao độ với cô nhé. Ở phía trên đây chính là sử dụng ký hiệu bàn tay để đọc cao độ của nhạc. Đô, Rê, Mi, Son, Son, Mi, Rê, Đô. Các con cùng luyện tập tiết tấu. Với bài tập đọc nhạc số 6 thì các con thấy bài được viết ở nhịp 2, 4 và có các hình nốt nhạc, đó là hình nốt móc đơn, hình nốt đen và hình nốt trắng. Các con sẽ cùng luyện tập tiết tấu với cô và đọc tiết tấu của bài tập đọc nhạc số 6. Và chúng ta đọc theo ta ti ti ta nha. Chúng ta sẽ có gì? Ti ti ta, ti ti ta, ti 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 ta. Lớp thực hiện lại nào. Ti ti ta, ti ti ta, ti 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 ta. Bây giờ cô mời các con sẽ cùng đến với bài tập đọc nhạc số 6, Múa Vui, trích nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Bài này có 4 câu thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc hai câu cuối, đọc nhạc hai câu cuối của bài. Cô cho các con cùng quan sát và nhẩm đọc bài trong vòng 1 phút. Các con thực hiện đi cô. Một bài tập đọc nhạc vô cùng quen thuộc. Vậy, cô mời các con sẽ cùng nghe nhạc và đọc bài tập đọc nhạc số 6.
lại một lần nữa bài tập đọc nhạc số 6 và kết hợp gõ đệm tiết tấu. Tấu và sử dụng đọc nhạc bằng ký hiệu bàn tay. Các con sẽ cùng luyện tập đọc bài tập đọc nhạc số 6 và ghi chép bài tập đọc nhạc số 6 vào trong tập chép nhạc của cô nhé. Sau khi thực hiện xong, các con có thể ghi âm hoặc chụp hình bài chép nhạc và gửi qua Zalo giúp cô. Trong giờ học ngày hôm nay thì cô đã cho các con ôn tập lại bài hát Bàn Tay Mẹ, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Tạ Hữu Uyên. Mẹ là người đã sinh ra chúng ta và đã có công nuôi nấng của chúng ta. Vì vậy các con sẽ phải chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời và giúp đỡ mẹ những việc làm thiết thực nhất để cho mẹ được vui, luôn luôn cho mẹ được vui. Đó chính là cái lời biết ơn sâu sắc nhất mà cha mẹ nhận được từ phía các con. Và ở với phần thứ hai, bài hát Múa Vui, bài tập đọc nhạc số 6 Múa Vui của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, cô mong muốn các con sẽ ôn bài, chép bài và làm bài đầy đủ. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con.